Shun Drapanthaka arose from his seat, bowed at the Buddha's feet and said to the Buddha. Và lúc bấy giờ thì tôn giả Châu Lợi Bản Đặc Già liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng: I am deficient in the ability to memorize and do not have much innate intelligence. À, ngài muốn con vốn là gì đấy? Ngài bạch Phật rằng là con vốn trí nhớ rất là kém, deficient in the ability to memorize. À, con trí nhớ thì vốn rất là kém và không có khả năng học rộng nghe nhiều, have not much innate intelligence. Tức là cái trí thông minh ấy thì cũng không có nhiều. When I first met the Buddha, I heard the Dharma and left the home life. Và khi mà con lần đầu con gặp Phật thì con nghe được nghe pháp và con xuất gia. Gặp Đức Thế Tôn, từ khi buổi đầu gặp Đức Thế Tôn được nghe pháp xuất gia. But when I tried to remember one line of a verse by the first Kamwan, I went through 100 days remembering the first part and forgetting the last, or remembering the last and forgetting the first. Nhưng mà khi mà con cố gắng nhớ một cái câu kệ của Như Lai, thì khi mà con đã trải qua đến 100 ngày nhớ được cái phần đầu thì lại quên phần cuối, mà nhớ được phần cuối thì lại quên phần đầu. À, trải qua 100 ngày như vậy. The Buddha took pity on my stupidity and taught me to relax and regulate my breath. À, Thế Tôn thương xót con là kẻ quá là ngu muội, và dạy con là gì? Dạy con relax, tức là an cư ở nơi vắng vẻ và tu tập phép gì điều hòa hơi thở ra vào, regulate my breath. Dạy con là an cư ở nơi vắng vẻ và tu tập cái pháp điều hòa hơi thở. I contemplated my breath thoroughly to the subtle point in which arising, dwelling, change and extinction happen in every chana. Con quán chiếu cái hơi thở của con một cách rất là tường tận, một cách rất là cẩn thận. Thì to the subtle point, từ gì đấy, quán chiếu từng hơi thở đến cái chỗ rất là vi tế, finally to the subtle point in which, mà nó gì đây ạ? Arising, dwelling, change and extinction. À, đó chính là gì đấy? Sinh trụ, dị và diệt. À, cái từng con quán chiếu cái từng hơi thở vi tế như thế thì nó có thấy nó sinh trụ dị diệt ở trong từng sát na. My mind suddenly attained a vast non-obstruction until my outflows were extinguished and I accomplished a hardship. Và tâm của con bỗng nhiên, chứng được cái gì, đạt được cái gì, vast non-obstruction, được vô ngại, được vô ngại, tâm con bỗng nhiên rỗng sáng và được vô ngại cho đến khi mà những cái lậu hoặc của con ấy thì được diệt hết và con chứng được quả A-la-hán. Các lậu hoặc đã dứt hết và con chứng được quả A-la-hán. Beneath the Buddha's seat, I was sealed and certified as being beyond learning. Và dưới tòa Như Lai thì con được ấn chứng là đã đạt được vô học, đã được ấn chứng hành hàng vô học. Trước pháp tòa của Thế Tôn thì con được ấn chứng là vô học. The Buddha asks about perfect penetration. As I have been certified to it, turning the breath back to emptiness is the foremost method. Phật hỏi pháp viên thông thì con gì, thì vì con đã tùy vào theo cái sự sở chứng của con, thì con đã chứng được do nó, cho nên là con thấy là gì đấy, turn the breath back to emptiness is the foremost method. Thì theo cái chỗ tu chứng của con ấy thì tập trung tâm trí, tâm ý quay về quán chiếu hơi thở ra vào, turning the breath back to emptiness, quay về quán chiếu hơi thở ra vào, thì đó là pháp tu mà thù thắng nhất,
À, thấy rõ các tướng sinh trụ dị diệt của hơi thở và tâm niệm đều rỗng không thanh tịnh, đó là pháp tu thủ thắng nhất. Gamva Gavampati arose from his seat, bowed at the Buddha's feet and said to the Buddha, I have mouthed karma created from a past offense. I slighted a Shramana and in life after life, I've had this cow cut sickness. Sau đó là tôn giả Kiều Phạm Bát Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng I have mouthed karma created from a past offense, tức là con tạo một cái khẩu nghiệp, con có một cái khẩu nghiệp mà được tạo ra từ trong một cái gì, một kiếp quá khứ, là con đã một cái tội lỗi đã ở trong quá khứ là gì đấy? Con đã khinh mạn giễu cợt một vị sa môn. I slighted a Shramana and in life after life, và nhiều đời từ đời này sang đời khác con mang cái gì, con mang cái tật là nhai lại như như trâu. I've had this cow cut sickness. À, nhiều đời cứ đời này qua đời khác thì con mang lại, con bị cái tật là bị nhai lại như trâu. The thirst come and touch me, the mighty ground Dhammador of the purity of a single flavor. Như Lai dạy con, chỉ dạy con pháp môn gì? Tâm địa, một vị thánh tịnh. Mighty ground, tâm địa. Dhammador là cái pháp môn of purity of a single flavor, tức là tâm địa, một vị thanh tịnh. My thought was extinguished, về cái tâm trí của con thì bị diệt mất. Con diệt trừ được cái tâm phân biệt. I entered samadhi and contemplated the awareness of flavor. À, con nhập được tam địa và quán chiếu được cái biết vị. Cái biết vị, awareness of flavor as not having a substance and not being a thing. Con quán chiếu cái tánh biết vị thì không phải do tự thể thiệt căn sinh ra, not having a substance, à, nó không không có cái tự thể, and not being a thing, và cũng không phải là một một vật, à, nó không có tự thể và nó cũng không phải là một vật. As a result, my mind transcended all worldly outflows, và liền đó thì con vượt khỏi mọi lậu hoặc của thế gian. Internally, I was freed of body and mind, and externally, I abandoned the world. Ở bên trong thì con được thân tâm con được giải thoát, trong thì giải thoát thân tâm, ngoài thì bạc tâm thế giới, à, ngoài thì đã xả bỏ được thế giới, mà bên trong thì được giải thoát thân tâm. I left the three existences far behind, just like a bird released from its cage. Và con vĩnh viễn xa lìa ba cõi. I left the three existences far behind. Con bỏ xa cái ba cõi, vượt xa ba cõi, và giống như là con chim sổ sổ lồng. Vĩnh viễn xa lìa ba cõi như chim sổ lồng. I separated from filth and wiped out defilements, and so my Dharma eye became pure and I accomplished Arhatship. Con separated, con tách rời khỏi các cái cấu nhiễm, con xa rời khỏi các cái cấu nhiễm filth and wiped out defilements, và con diệt hết các cái trần cấu, quét sạch hết các cái trần cấu, và sau đó là cái mắt pháp của con trở nên thanh tịnh. So my Dharma eye became pure. Còn mắt pháp của con thì trở nên rất thanh tịnh và con đã chứng được quả A-la-hán. And I accomplished Arhatship. The first Kama certified me in person as having ascended to the path beyond learning. Và Như Lai đã ấn chứng cho con là gì đây? Đã vượt qua được gì? Ấn chứng cho con là đã gì, vào hàng, vào vô học, đã vượt qua được và đã vào hàng vào vô học. Ấn chứng cho con là đã được vào hàng vô học,
about perfect penetration. As I have been certified to it, returning flavor and turning awareness around is the superior method. Nay Phật hỏi Đức Thế Phân, Đức Thế Tôn Phật hỏi về nhân duyên, tức là về tu chứng viên thông, về cái viên thông thì theo cái chỗ tu chứng của con thì lại quay trở về cái vị, trả cái vị về cho sự phân biệt của thiệt căn. Returning the flavor and turning awareness around thì là cái pháp tu hữu hiệu nhất, xoay cái biết về biết vị, returning flavor, trả cái vị về cho sự phân biệt của thiệt căn, xoay cái biết về bản tánh nhất vị thanh tịnh, turning awareness around. Thì đó là cái pháp tu mà hữu hiệu nhất. Pilindavatsa arose from his seat, bowed at the Buddha's feet and said to the Buddha. Khi đó thì Tất Lăng Già Bà Ta, tôn giả Tất Lăng Già Bà Ta, Pilindavatsa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng: When I first left home to follow the Buddha and enter the way, I often heard the first common explain that there is nothing in this world that brings happiness. Khi mà con lúc con bắt đầu mới tu học và con theo Phật tu học và nhập 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 đạo, khi con mới phát tâm theo Đức Thế Tôn xuất gia học đạo thì con I often heard the first common explain, con thường nghe Đức Thế Tôn dạy rằng there is nothing in this world that brings happiness, không có cái gì ở trên thế gian này mà mang lại hạnh phúc cả. Mọi sự việc ở trên thế gian đều là khổ, chẳng có gì vui. When I was begging in the city, I was reflecting on this Dhamma door and did not notice a poisonous thorn on the road until it had pricked my foot. Và một lần khi mà con vào, con đang đi ở trong khất thực ở trong thành, thì con gì đấy, con quán chiếu cái pháp môn đó, tức là quán chiếu gì, mọi sự việc trên thế gian là khổ, chẳng có gì vui. Con chú tâm tư duy quán chiếu pháp môn Phật dạy và không chú ý rằng gì có một cái gai độc là gì đây ở trên đường, và sau đó nó gì cắm vào chân của con. Con đạp phải cái gai độc giữa đường, toàn thân đau nhức, my entire body experienced physical pain, but my mind also had an awareness. Tức là toàn cái thân thể thì bị đau nhức, rất là bị đau nhức, nhưng mà cái tâm của con ấy thì lại nhận biết là gì đấy. So it was aware of strong pain and recognized the feeling of pain. I knew that in my pure heart there was neither pain nor awareness of pain. Lúc đó thì con quán niệm là gì đây? Trong thân ấy, thì có cái biết để đau nhức, nhưng mà cái biết thì chỉ là cái biết rất là hư vọng thôi, cho nên mới có đau nhức. Còn bản nhân nơi chân tâm thanh tịnh thì không có cái đau nhức, cũng không có cái biết đau nhức. Mặc dù là biết được cái sự đau nhức như vậy, đau vô cùng như vậy, nhưng mà gì đây, nhận biết được nó, nhưng mà ở trong cái tâm, bản tâm thanh tịnh của con thì không có cái đau nhức và cũng không có cái nhận biết được cái đau nhức. Sau đó, I also thought is it possible for one body to have two awarenesses? Sau đó thì con lại nghĩ rằng là gì đây? Trong một thân thể này lẽ đâu lại có đến hai tánh biết? I also thought, is it possible for one body to have two awarenesses? Một thân thể mà lại có hai tánh biết. Having reflected on this for a while, my body and mind were suddenly empty. Và suy nghĩ cái này, con nhiếp niệm không bao lâu, tức là con suy nghĩ về cái vấn đề này không bao lâu thì my body and mind, thì thân và tâm con bắt bỗng nhiên gì trở nên rỗng suốt.
Rỗng rỗng không, thanh tịnh. After 21 days, my outflows disappeared. Và 21 ngày sau thì cái lậu hoặc của con biến mất. I accomplished a hardship and received a certification in person and a confirmation that I had realized the level beyond learning. Và con chứng được quả A-la-hán. 21 ngày sau thì lậu hoặc của con dứt, con chứng được quả A-la-hán và nhận được cái ấn chứng là gì đây? Thế tôn ấn chứng cho con là xác nhận là con đã đạt được quả vị vô vô học. The Buddha asks about the perfect penetration. Đức Phật hỏi về viên thông. Thì theo cái chỗ tu chứng của con, theo cái sở chứng của con, thì purify the awareness, làm thanh tịnh cái biết, và forgetting the body, và quên đi cái thân, thì đó là cái pháp môn mà là hơn hơn hết, yêu thắng nhất. Nay Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông. Theo chỗ tự chứng của con thì đừng quan trọng thân căn mà hãy giữ tinh thần giác tánh, đó là pháp tu yêu thắng nhất. Purifying the awareness and forgetting the body. Quên cái thân mà giữ gì? Giữ tinh thần, cái giác tánh, đó là pháp môn mà thủ thắng nhất. Saputi arose from his seat, bowed at the Buddha's feet and said to the Buddha. À, lúc bây giờ thì ngài Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng: From distant compassion to now, my mind has been unobstructed. Từ nhiều kiếp lâu xa đến nay thì cái tâm của con luôn được vô ngại. My mind has been unobstructed. I remember as many of my past lives as there are sands in the Ganges River. Con nhớ vào trong các cái kiếp quá khứ, những cái kiếp con thọ sinh nhiều như là cát sông Hằng, những cái kiếp quá khứ, những cái đời sống quá khứ thì nó nhiều như là cát sông Hằng. From the beginning in mother's womb, but I knew emptiness and tranquility. Từ cái khi bắt đầu ở trong thai mẹ, khi còn ở trong thai mẹ thì con đã biết cái con đã biết hư không và tĩnh tĩnh lặng, tịch tịch tĩnh, con đã biết hư không và tĩnh lặng. To the extent that the 10 directions became empty and I caused living beings to be certified to the nature of emptiness. Con đã biết hư không và tĩnh lặng mà trong một cái ở trong gì, trong 10 phương, trong 10 phương thế giới đều rỗng không, và con khiến cho chúng sinh, I caused living beings to certify to the nature of emptiness. Con khiến cho chúng sinh chứng được cái tánh tánh không. Having received the first commandment's revelation that the enlightened nature is true emptiness, that the nature of emptiness is perfect and bright. Đức Thế Tôn hiển phát tánh giác và là chân không, nên con tỏ ngộ được diệu tánh chân không tròn đầy sáng suốt, thành tựu quả vị A-la-hán. Khi mà nhận được cái lời khai thị của Thế Tôn rằng cái tánh giác thì là chân chân không, that the nature of emptiness is perfect and bright, và cái tánh không thì nó viên mãn và nó tròn sáng. I attain a hardship. Con đã chứng được quả A-la-hán và and suddenly entered into the first conscious sea of magnificent bright emptiness, và bỗng nhiên là được nhập vào được trong cái gì đây, trong cái biển ánh sáng. Con đã ngộ được cái gì ạ? Cái diệu tánh chân không tròn đầy sáng suốt, chứng nhập vào biển không sáng ngời vi diệu của Như Lai. The first common sea of magnificent bright emptiness. Biển, một cái biển gọi là biển không, biển hư không, sáng ngời vi diệu của Như Lai. With the knowledge and views identical with the Buddha, I was certified as being beyond learning. Với cái chi kiến đồng như là chư Phật, with the knowledge and views, đây là
chi kiến đồng như là đồng với Phật, cho nên là con được ấn chứng là đã ở trong hàng vô học, con đã thành bậc vô học. In the liberation of nature of emptiness am unsurpassed. Lại là người chứng ngộ được tánh không cao hơn hết ở trong trong hàng nhị thừa. Am liberation of nature of emptiness là cái tánh không ấy, thì con là đẹp đẹp nhất. The Buddha asks about perfect penetration. As I have been certified to it, all appearances enter into nothingness. Nothingness and what becomes nothingness both disappear. Turning Dharma back to the void is the foremost method. Bây giờ Phật hỏi về viên thông. Thì theo chỗ tu chứng của con thì quán chiếu tất cả các tướng ngã pháp đều là không tướng. All appearances enter into nothingness. Tất cả các tướng đều là không tướng. Nothingness and what becomes nothingness both disappear. Và ngay đến cả cái không và đối tượng của không tướng thì cũng đều đều không. Cái không và cái trở thành không thì cũng là không, cũng là diệt mất. Turning Dharma back to the void. Cả không tướng và đối tượng của không thì cũng đều không, và xoay cái pháp sinh diệt hư vọng trở về đệ nhất nghĩa không, và xoay cái pháp hư vọng trở về đệ nhất nghĩa không. Có mà thật chẳng có gì, đó là pháp chuyển hóa ý căn hữu hiệu nhất. Đó là pháp gì? Hữu hiệu nhất. Turning Dharma back to the void. Chuyển hóa, xoay các cái pháp sinh diệt hư vọng trở về đệ nhất nghĩa không. Đó là cách nào gì đấy, cách tu hữu hiệu nhất.